Bài báo trên trang nhất của tờ Nhân dân Nhật Báo hôm 2 tháng 6 với tiêu đề "Những thành tựu vĩ đại đã đạt được trong việc bảo vệ Thượng Hải" đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 ở trung tâm tài chính này. Trong một bài bình luận khác, tờ báo này cho rằng thành tích chống dịch này một lần nữa chứng minh rằng chiến lược không COVID-19 là chiến lược phù hợp nhất với Trung Quốc vì có dân số già, tỷ lệ tiêm chủng ở người già và trẻ em tương đối thấp, cũng như nguồn lực y tế không đủ đáp ứng. Theo Bloomberg, số ca mắc được ghi nhận trên toàn Trung Quốc đã giảm xuống 61 ca hôm 1 tháng 6, từ 68 ca một ngày trước đó và thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 2. Thượng Hải, tâm điểm của đợt bùng phát dịch mới nhất, ghi nhận 13 trường hợp hôm 1 tháng 6, trong bối cảnh phần lớn trong số 25 triệu cư dân của thành phố được dỡ phong tỏa. Tuy nhiên, thành công trong chiến dịch chống COVID-19 của Trung Quốc đã gây ra một số thiệt hại lớn cho nền kinh tế khi buộc các nhà máy đóng cửa trong nhiều tuần và chuỗi cung ứng bị gián đoạn do Trung Quốc hạn chế di chuyển, xét nghiệm hàng loạt và cách ly bắt buộc tất cả ca mắc COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Trong khi đó, chính quyền thủ đô Bắc Kinh ngăn chặn tình trạng phong tỏa bằng các biện pháp nghiêm ngặt khác, chẳng hạn như yêu cầu 22 triệu cư dân làm việc tại nhà và xét nghiệm mỗi ngày. Các quan chức cho biết dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng nguy cơ bùng phát vẫn còn đó. Giới chức trách đang cân nhắc các biện pháp kích thích chi tiêu của người tiêu dùng sau khi các trung tâm mua sắm và địa điểm giải trí đã mở cửa trở lại nhưng có giới hạn.